Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay cái hoàn cảnh trong nơi làm việc của mình, cái công ty mình đang làm việc với mọi người. Muốn chia sẻ đến cái công việc mà mình đang làm cho mọi người hiểu thêm về cái công việc mình hiện tại. Và bắt đầu mình sẽ quay từng chi tiết cho các bạn xem nha. Các bạn theo chân mình. Đây, công ty mình là làm về mặt hàng đồ gỗ các bạn. Đây, bàn ghế nè. Đây là bàn. Bàn này làm hàng chuyên sản xuất đồ xuất đi Mỹ đó các bạn. Đây. Thì mình là của công ty chủ là người Mỹ nha các bạn. Mình sẽ quay sơ lược thôi. Tại sáng mình vô sớm mình còn ăn sáng nữa các bạn. Đây là cái chân bàn các bạn. Dưới này hơi tối. Đây là cái khu vực sơn các bạn. Mình làm ngoài tổ kia, mình đi vòng trong sơn giới thiệu cho các bạn. Đây là giường nữa. Tủ nữa các bạn. Đây mấy cái tủ này mà mình mới làm mà chưa có sơn màu lên. Đây là mấy cái giường. Rồi giờ mình sẽ đi vòng cái tổ sơn. Tổ trà nhám. Chào các bạn. Nay mình vô đã vô tới chỗ làm rồi các bạn. Mình giới thiệu đến các bạn buổi ăn sáng của anh em công nhân tụi mình. Anh em của mình nên mình vô sớm rồi nên mình muốn quay cái clip để chia sẻ cái buổi ăn sáng của mình với tất cả các anh em đồng nghiệp. Buổi sáng đạm bạc nha các bạn. Đây. Mình đang bánh nước nha các bạn. Đây bánh nước. Đây là chả nha mọi người. Chả. Đây là thịt. Thì đời công nhân là gì đó các bạn. Vất vả đủ thứ. Sáng đi sớm. Tới chiều tối mới về. Lương thì không được bao nhiêu. Vì cuộc sống nên mình phải cố gắng làm việc thôi. Vất vả lắm các bạn. Làm đâu phải làm mà yên phận phận đâu. Làm là cũng có khi cũng bị cấp trên quở phạt đồ này nọ. Đó thì ta quản lý mình mà. Đó là dạng là ship mình bỏ tiền ra. Ta muốn mình thế này, ta muốn mình thế kia. Mình đã làm hết khả năng mình rồi nhưng mà người ta vẫn chưa có đáp ứng được cái đòi hỏi của người ta. Chưa đáp ứng được cái kỳ vọng của người ta, mình cũng phải cố gắng. Có khi mình làm khả năng mình là 100% nhưng có khi mình làm hết 200% cũng vẫn chưa có bằng sự kỳ vọng của mấy ông chủ. Mình đổ nước mắm nha các bạn. Chả lụa, có hai miếng chả lụa chả bá rồi. Mình làm thì lương không bao nhiêu, chi phí thì nhiều. Mình mỗi ăn sáng xong là hết hộp bánh nước này là mình mua 15 ngàn các bạn. 15 ngàn. Thế mình ngồi gần gần để nói chuyện cho anh em dễ nghe. Nghe rõ hơn một tí. Thấy camera nghiêng mình tí. Hộp bánh nước này là mình mua 15 ngàn các bạn. Ăn hộp bánh nước này đó, tới trưa mình phải ăn thêm một đây trái bắp mình mua để sẵn tới khoảng 9:30-10 giờ mình ăn. Mời các bạn nha, ăn sáng với mình nha. Địa chỉ làm việc của mình là ở công ty trong khu công nghiệp Việt Nam Singapore các bạn.
Làm đây là được 10 năm rồi. Sau 15 16 năm sống ở Bình Dương nên mình đã vô công ty này làm được 10 năm rồi các bạn. Lúc trước mình lên thì mình cũng đi dưới quê lên đó, mình cũng đi tìm việc nhiều nơi. Nhưng mà làm không có chỗ nào ổn định. Lương thì nói chung chỗ nào nó cũng chênh lệch nhau chút xíu thôi. Nên mình quyết định ở đây 10 năm nay. Nhưng mà sắp tới đây mình cũng xin nghỉ rồi các bạn. Tới Tết hết năm nay. Tới năm nay bắt đầu mình xin lấy đơn mình nghỉ. Để bạn sáng nha. Cài quá. Hay quá. Hôm nay mình xin lấy đơn mình nghỉ các bạn. Mình về quê mình làm ruộng các bạn ơi. Mình nông dân mà. Không có đi hoài chứ cũng mỏi mệt. Ở thành phố nó ồn ào quá bạn. Làm thì không được nhiều. Mà chi phí sinh hoạt. Tôi ăn sáng, một bữa ăn sáng xong 15 ngàn. Cái bắp 5 ngàn nữa, 20 ngàn. Tiền nhà trọ rồi các bạn. Đời công nhân sống thì thấy không có cái gì mà gọi là thanh xuân đó các bạn. Chứ các bạn sáng cứ đi làm, tối về ngủ, cứ sáng đi làm tiếp. Cứ vậy hoài đó thì còn gì là cuộc sống của bạn. Các bạn sống giống như mình vậy thì không có ý nghĩa gì nữa. Cứ sáng đi làm, người tối về ngủ, sáng đến gì đi làm tiếp. Cái cuộc đời nó cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài thì chứ là bạn cũng chán nản. Bởi vì hoàn cảnh nghèo nên mình mới đi thôi. Chứ đúng ra mình ở quê, nếu mình khám khá một tí mình ở quê các bạn. Chứ các bạn có điều kiện, muốn lên các bạn nào có điều kiện ở quê á mà muốn đi lên các công ty xí nghiệp làm để thử sức một thời gian á, mình khuyên các bạn nên ở nhà làm tốt công việc của mình là được. Giờ này người ta vô nhiều lắm rồi. Đã mình vô sớm còn tối bây giờ. Rồi mở đèn rồi cũng sáng hết rồi. Mình ăn hơi lâu các bạn. Bình thường mình ăn chậm lắm. Bình thường mình ăn chậm nên mình vô hơi sớm. Làm công nhân thì tối sáng mới đi sớm 5 giờ mấy thức rồi, 5 giờ mấy thức đi vô chỗ làm. Công ty mình là làm việc từ 7 giờ sáng. Năm mấy thức vệ sinh cái bắt đầu đi đi làm tới chiều tối về. Tối về mình đâu có đi đâu nữa đâu. Nếu đi thì phải tốn tiền các bạn, đi chơi là tốn tiền nữa. Là ở nhà nhà ăn cơm nước xong ngủ, ngủ sáng thứ gì đi làm tiếp. Đời công nhân này chỉ có vậy thôi các bạn. Cứ lặp đi lặp lại như hoài. Mình muốn thay đổi một chút, mình muốn có gì đó thú vị hơn. Mình làm ra cái kênh Nông Dân TV này các bạn, để mình chia sẻ cái công việc của mình, những cái gì mình biết
mình sẽ chia sẻ với anh em. Rồi các bạn muốn thắc mắc mình làm đây 10 năm rồi lương bao nhiêu á, thì các bạn đón xem cái clip tiếp theo thì mình sẽ làm được cái mức thu nhập của mình hàng tháng, mức thu nhập của một người công nhân làm việc xuyên suốt 10 năm trong một cái nghiệp. Giờ là mới 6 giờ mấy các bạn, nên anh em ta cũng vô sớm, còn mình ăn chậm nên mình vô sớm hơn tăng tí. Làm thì thu nhập không có bao nhiêu, mà công việc thì vất vả. Các bạn biết làm công ty Mỹ rồi. Mỹ làm việc gắt gao lắm các bạn, kỹ lưỡng chi tiết lắm. Mình không làm việc cẩu thả được. Mình làm đây 10 năm rồi mình hiểu. Các bạn ăn sáng với mình, các bạn ăn chắc giờ này các bạn còn ngủ rồi, các bạn chưa có ai thức dậy để ăn. Mình đi làm sớm nên mình ăn, cũng may là công ty mình không có làm ngày chủ nhật đấy các bạn, mỗi tuần thì nghỉ ngày chủ nhật. Tại vì hồi xưa mình không đi học cho nên mình mới vất vả đây. Các bạn trẻ mà có điều kiện đi học thì cố gắng học. Còn mình thì lỡ rồi, lỡ dở rồi. Công ty mình cũng ít người lắm rồi, có khoảng chừng 200 mấy chục người, không có đông như mấy công ty khác, không có mấy như mấy công ty khác mấy ngàn người. Công ty mình có 200 mấy rồi, nhưng mà công việc thì làm hàng hóa rất là ổn định luôn. Công ty công nhân đi làm thì ai cũng mong được tăng ca. Công ty mình thì cũng ít tăng ca, hàng này ổn định nhưng mà người ta không cho tăng ca phía. Đang mỗi ngày có 2 tiếng nữa. Xong rồi các bạn, mình xin dừng cái video clip hôm nay tại đây các bạn. Bữa nay mình cũng xin
thành thật cảm ơn các bạn đã xem và đã đăng ký ủng hộ mình trong suốt những thời gian qua. Rất mong các bạn tiếp tục yêu thương, tiếp tục ủng hộ mình để mình có động lực để mình làm nhiều video clip hay tiếp theo. Xin thành thật cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Xin chào và tạm biệt các bạn. Nếu bạn thấy hay, nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Nông Dân Tông TV của mình ngày một phát triển. Và xin một lần nữa xin thành thật cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào một clip tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.